Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Diện Trần Online. Và đây là group dành cho mẹ và bé. Hôm nay thì Diện Trần Online đã lên kế hoạch để livestream chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là hỗ trợ cho mẹ đi sinh em bé như thế nào bằng Diện Trần để đạt được cái hiệu quả là đẻ nhanh này, ít đau nhất này, và phục hồi sức khỏe của mẹ sau sinh thật tốt. Bây giờ mình muốn là sẽ chờ khoảng 3 phút thôi để các mẹ nhìn thấy livestream và vào đặt câu hỏi. Bởi vì có cái clip này là nhờ mẹ Hương Nguyễn, Facebook là Hương Nguyễn, đã gửi câu hỏi cho Diện Trần Online như sau này. Đó là: em ơi, thế đến lúc sắp sinh thì ấn huyệt nào hiệu quả nhất, bằng tay hay là bằng gì? Cách ấn như thế nào cho hiệu quả? Cái câu hỏi này thì không biết là có nhiều mẹ hỏi không ạ? Nếu mà các mẹ thấy hữu ích thì các mẹ hãy chia sẻ giúp em để cho nhiều mẹ được cùng xem cái livestream này nhé. Vui mừng thông báo với các mẹ là cái chương trình mà giảng dạy Diện Trần dành cho mẹ và bé này thì vừa qua Diện Trần Online đã thông qua và trình bày với lại thầy tổ Bùi Quốc Châu. Thầy đã duyệt chương trình và đồng ý cho chương trình giảng dạy Diện Trần dành cho mẹ và bé được lên sóng Diện Trần Online. Đây là một tin vui với tất cả các mẹ, bởi vì một chương trình đã được kiểm duyệt cũng như là được thử nghiệm trên cả làng mẹ, đã hướng dẫn cho các mẹ để chữa cho các con qua cái group Diện Trần dành cho trẻ nhỏ của bạn Hoàng Trinh, cũng như là group Diện Trần mẹ và bé của Diện Trần Online đã thành lập từ rất là lâu rồi, cũng như là cái kinh nghiệm 4 năm hướng dẫn Diện Trần dành cho trẻ nhỏ của bản thân mình cũng như là của đội ngũ Diện Trần Online. Dạ, cháu chào cô Mai. Nên rằng là cái chương trình mà lớp học online dành cho mẹ và bé thì hứa hẹn sẽ là một cái chương trình mà cũng được rất là nhiều mẹ chào đón, chỉ sau lớp Diện Trần căn bản của cô Đinh Hương Thảo và lớp làm đẹp thôi, đúng không ạ? Chắc chắn là rất là nhiều mẹ quan tâm đến chủ đề này ạ. Thì cái câu hỏi đầu tiên thì em sẽ đáp trong cái livestream này. Đầu tiên ấy, thì mẹ đi chuẩn bị đi đẻ thì nên làm những cái thủ pháp gì của Diện Trần. Ở đây mình sẽ không nói đến là phải chuẩn bị quần áo tã bỉm gì cho em bé nữa, mà ở đây mình sẽ chỉ là đối với mẹ thì làm Diện Trần như thế nào thôi. Thì đầu tiên là mình cần làm cái bộ huyệt đầu tiên, đó là cái bộ huyệt an thần. Bởi vì là người mẹ thì khi mà đi đẻ thì cái tâm trạng ổn định là cần thiết nhất. Cái huyệt an thần thì nếu mà mọi người đã học Diện Trần và đã qua các lớp căn bản online rồi thì mọi người cũng biết đó là hai cái huyệt rất là đơn giản thôi, 1, 2, 4 và 3, 4. Và hai cái huyệt này thì nếu mà các mẹ biết tra huyệt rồi thì có thể tự mình ấn bằng tay cũng được, không có nhất thiết là phải sử dụng dụng cụ đâu ạ. Mình dùng cái đầu ngón tay, cái phần cứng á đó. Hoặc là mình sẽ, nếu mà các mẹ chưa biết thì trước khi đi đẻ các mẹ tải cái ứng dụng Diện Trần, các mẹ tra hai cái số huyệt là 1, 2, 4, 3, 4. Các mẹ cắt một miếng cao salon pad nhỏ nhỏ và đính ngay trên hai cái huyệt đó. Đó. Thế và trước khi mà vào phòng sinh ấy, thì các mẹ cứ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết liên tục. Bởi vì cái 6 vùng phản chiếu huyết thì nó vừa có tác dụng là an thần này, điều chỉnh nhịp tim, huyết áp này, vừa tăng cái sức đề kháng cho mẹ này, đó, vừa làm trơn cơ, giãn cơ. Nên là bạn nào mà đã học Diện Trần rồi thì sẽ biết 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết
Và trước khi mà các bạn vào phòng đi đẻ thì các bạn cứ làm liên tục 6 vùng ở dưới đường huyết thôi. Cái lúc đó mà có cơn đau á thì mình cứ làm cách một tiếng mình có thể làm một lần. Thế còn khi mà đã có bắt đầu hiện tượng là mình vỡ ối rồi, mình có thể là mở một phân, hai phân, ba phân gì đó rồi, thì với cái kinh nghiệm của mình á, mình đã trực tiếp là có mặt khi mà em dâu của mình sinh sinh cháu. Thì khi mà cứ có cái cơn hết cái cơn co á, tức là cứ hết cái cơn đau á, thì mình lại bấm cái huyệt 19. Cái hôm mà mình vào viện với em dâu á, thì là mình cầm theo một cái que giò, que giò huyệt. Rồi mình cầm ở đây cho đi đâu mất rồi. Sẽ là một cái cây giò dây, dây huyệt. Và đây rồi. Đây ạ, đây là cái cây giò huyệt, các bạn nhìn nhá, nó sẽ có một cái đầu giò như thế này. Thực ra thì khi mà mẹ nếu mà đã vào phòng sinh rồi mà không có cây que giò huyệt ấy thì cũng đừng lo lắng, mẹ chỉ cần là dùng cái ngón tay của mình thôi và bấm vào huyệt 19. Huyệt 19 được xác định là nó ở ngay chân mũi. Ngay chân mũi ở giữa nhân trung như thế này. Đó. Và khi bấm thì mình hơi ấn nhẹ một cái lực vừa phải, không cần ấn quá đau nhưng mà cũng đừng để nhẹ quá. Và cái kinh nghiệm mà mình bấm cho em dâu ấy là cứ hết cơn co thì mình lại bấm. Thì giữ chừng 1 phút thì mình bỏ ra khỏi cái vị trí huyệt 19 đó. Thì cứ bấm xong ấy thì bạn ấy lại có cơn co và lại mở cổ tử cung rất là nhanh. Mình nhớ là mình vào viện là 7:30 thì chỉ bấm có được chừng khoảng 5 lần như vậy, 5 lần. Thì đến 8 giờ kém 15 là bạn ấy đã phải vào lên bàn đẻ gấp rồi, bởi vì là đã mở nó rất là lớn rồi. Và mình nhớ là bạn ấy vào sau có nửa tiếng thôi. Nửa tiếng là đã thấy là em bé đã được ra cái phòng mà rửa rồi thay đồ á, thì chỉ đến 8:30 thôi là cả nhà đã được bế cháu rồi. Mình thấy là nếu mà mình biết bấm huyệt diện trần ấy thì rất là nhanh như vậy. Chứ nhiều mẹ là phải đau cả nửa ngày hoặc là cả ngày trời mà cũng chưa có chuyển dạ để sinh được em bé ra. Thế do vậy là mọi người khi mà chuẩn bị đi đẻ thì hãy nhớ dắt túi cái huyệt 19 này để giúp mở cái cổ tử cung nhanh và giảm đau. Thế còn bạn Nhung Lê hỏi là sinh mổ thì sao? Sinh mổ thì có cái bước đó là gây tê ngoài màng cứng rồi. Và cái ví dụ như là em cần giảm đau thì em có thể làm 6 vùng phản chiếu hoặc bạch huyết liên tục. Nhấn huyệt 19 nó cũng giúp làm giãn cơ và giảm đau. Thế còn ví dụ như là tùy nhu cầu của mẹ lúc đấy, ví dụ như là mẹ cần cầm máu hay là mẹ cần giảm sưng tiêu viêm thì mẹ sẽ tra những cái bộ huyệt đó để bấm sau. Còn đây là mình đang nói cái huyệt 19 là cho những cái trường hợp sinh thường. Và đối với các mẹ mà muốn sinh thường mà bớt đau nhất đó thì sau đấy là cái lúc mà có cơn chuyển dạ thì mình nhớ cái huyệt 19. Thế còn sau khi sinh, phục hồi sau sinh thì cũng rất là nhiều mẹ quan tâm. Mình sẽ trình bày luôn trong cái livestream này. Đó là mình cũng sẽ dùng đầu tiên là cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết của diện trần. Nếu mà mẹ nào mà còn chưa biết làm 6 vùng phản chiếu bạch huyết thì các mẹ hãy tìm hiểu và gõ cái từ khóa là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, hoặc là vào diện trần online.com.vn để lấy tài liệu 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết ngay nhé. Và cái tần suất mà mẹ làm ấy là ví dụ như là có mẹ thì sau khi mà vết thương rồi là nó hết cái thuốc giảm đau, hết thuốc tê á thì sẽ đau rất là nhiều, thì mẹ có thể là cứ một tiếng mẹ lại làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết một lần. Và nếu mà mình đau quá mình không có tự làm được thì mình có thể hướng dẫn cho chồng hoặc là người nhà làm giúp cho khi mà mẹ còn ở trên
cái giường mà hồi phục sau sinh ấy. Thế và cái tác dụng của 6 vùng phản chế hệ bạch huyết này ấy, là nó sẽ giúp cho mẹ, cho cơ thể của người mẹ tăng cái sức đề kháng cũng như là ổn định huyết áp sau khi mà phải trải qua một cái cuộc sinh nở rất là vất vả, và nó cũng giúp hồi phục rất là nhanh. Rất là đơn giản thôi, nên là các mẹ hãy dành ra 5 phút để xem clip của Diệu Trần Online hướng dẫn cho các mẹ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Và có một cái bộ huyệt nếu mà các mẹ biết thì các mẹ cũng có thể dán cao hoặc là day ấn cái bộ huyệt, giúp là vừa giảm đau này, tiêu viêm này, tăng sức đề kháng này và lành vết thương nhanh. Thì cái bộ huyệt đấy mình cũng đã áp dụng cho rất là nhiều mẹ, cũng như là áp dụng ngay cho bạn Hải Nam khi mà bạn ấy phẫu thuật cái ngón tay thừa ở bên tay phải lần trước á. Thì mình sẽ sử dụng rất là ít huyệt thôi, đó là một huyệt 1, 2, 4, 3, 4. Nếu mà mẹ nào mà huyết áp không có bị quá thấp, dưới 90 là quá thấp, thì các mẹ cũng có thể dùng thêm huyệt 26 để nó tiêu tiêu viêm, giảm đau nhanh hơn. Thì cái huyệt 26 đấy mình dùng mà mình thấy mệt thì mình bỏ qua, mình không cần phải dùng đâu. Mình sẽ dùng 1, 2, 4, 3, 4, 6, 1, 3, 8, 3, 7 và 50. Mình chọn ít huyệt như thế này ấy, là bởi vì khi đó thì mình chắc chắn là mẹ cũng rất là mệt, không có thời gian để làm nhiều, thì mình có thể là dán trước các cái vị trí huyệt như vậy, để khi mà người nhà nhìn cái ảnh là có thể dán được theo, hoặc là mẹ cũng có thể tự dán. Mình chỉ cần là chuẩn bị cao salon pad trước thôi. Còn nếu trong trường hợp mà mình không có cao salon pad thì mình cũng có thể là tự mình day ấn. Cái việc mà bộ huyệt đó thì lát nữa sau livestream này mình sẽ post cái ảnh của cái bộ huyệt đấy ở trên phần comment của cái ảnh này ở trong clip này cho các bạn xem. Còn ai mà đã học Diệu Trần rồi chắc chắn là đây là những cái huyệt rất là quen thuộc và rất là dễ làm, đúng không ạ? Thế và nếu mà các mẹ muốn chuẩn bị một cái thai kỳ tốt nhất trước khi mà đi sinh nở, thì các mẹ nên chuẩn bị cho mình những cái kiến thức về Diệu Trần. Ví dụ như là tắc tia sữa thì làm sao, rồi nếu mà bị cảm cúm khi mà đang cho bé bú thì nên xử lý như thế nào để không bị lây sang em bé, rồi khi mà em bé vừa mới sinh ra thì cần có những cái lưu ý gì, thì tất cả những cái đó có trong khóa học mà hướng dẫn cho mẹ và bé trước khi mang bầu, trong khi mang bầu và sau khi sinh bé của Diệu Trần Online. Chúng tôi thì rất là nỗ lực để có thể chia sẻ đến với lại cộng đồng những cái kiến thức Diệu Trần cơ bản nhất, để các mẹ khi mà theo dõi Diệu Trần Online thì có thể tự làm cho mình. Và nếu mà các bạn có thể có cái khả năng nghiên cứu và tự học thì các bạn cũng có thể mua cái cuốn sách Diệu Trần ABC, cũng như là vào YouTube của Diệu Trần Online để mà gõ những cái nội dung mà các bạn cần tìm kiếm. Bởi vì cái kiến thức và tư vấn cho một cái trường hợp cụ thể thì cần phải hỏi rất là nhiều những tình trạng của mẹ, ví dụ như là huyết áp này, rồi là tiền sử bệnh của mẹ này, rồi là nếu mà mẹ học Diệu Trần thì ngay cái lúc đó mẹ sẽ có được cái sự linh hoạt, cần biết là sử dụng cái huyệt gì để mà xử lý được các cái triệu chứng ngay lúc đó phát sinh. Nên là lời khuyên của Diệu Trần Online là các bạn hãy dành thời gian một chút xíu mỗi ngày thôi để học kiến thức Diệu Trần, để mình có thể chủ động được trong phần lớn những cái khoảnh khắc mà mình cần đến sự hỗ trợ của Diệu Trần nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream, cảm ơn Thùy Như đã giúp tóm tắt. Thùy Như hỏi là làm sao để vết thương tầng sinh môn mau lành nữa. Ok em, một cái câu hỏi, cảm ơn câu hỏi của Thùy Như rất là hay, bởi vì là nhiều khi là chia sẻ thì mọi người không có hỏi nên là không biết mọi người cần cái gì. Nên là mọi người hãy tích cực đặt câu hỏi thì em sẽ trả lời được. Nếu mà cái vết thương sau sinh ấy, thì một cái cách mà để lành vết thương tốt nhất ấy, là mẹ sử dụng cái điếu ngải cứu để hơ ấm xung quanh cái vết thương, nó sẽ khô và lành vết thương rất là nhanh và giảm đau nữa, cũng như là giảm thiểu tối đa được cái tình trạng là viêm nhiễm.
cái việc 37 là đã giúp lành vết thương rồi, và mình làm 6 vùng bạch chiếu hệ bạch huyết liên tục ấy, nó cũng giúp lành vết thương rất là nhanh. Thế và mẹ khi mà làm các cái bộ huyệt diện trần cũng như là 6 vùng nó tăng sức đề kháng rồi thì nó cũng hỗ trợ giúp lành vết thương rất là nhanh, nên là các mẹ đừng có lo. Mình có điếu ngải cứu thì mình hơ ấm xung quanh cái vết thương đó thì cũng sẽ giúp lành vết thương rất là nhanh. Hoặc là mình có thể hơ đồng ứng và phản chiếu ở trên tay đó, hoặc là hơ môi cũng rất là nhanh. Thế và đặc biệt là các mẹ sau sinh mà có cái điếu ngải cứu và được hơ nhâm đốc thì cũng hồi phục rất là nhanh, rất là nhanh. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Câu trên là câu gì ta? Làm sao đẩy dịch nhanh ra hết? Em nhớ là sau sinh mang một cái tã rất to, máu chảy lâu lắm mới hết. Cái sản dịch này thì mình cần phải nó chảy ra hết đó. Còn nếu mà mình muốn nó nhanh á, thì cái điếu ngải cứu mình cứ hơ dọc cái bụng, mình hơ dọc xuống và mình ấn cái huyệt 19 nó cũng, và huyệt 127 đó, mình ấn 19 này đó, 127 rồi là cả 63 nữa, thì hoặc là thêm hai cái huyệt số 7 nữa, số 7 này, 19 này, 63 này, 127 này, thì nó sẽ giúp đẩy cái sản dịch ra rất là nhanh. Và lúc đó thì mình dấn cao cũng rất là nhanh. Thì nếu mà mọi người chưa biết các cái số huyệt ấy, thì một lát nữa mình livestream xong mình sẽ chấm huyệt và post lên cái comment này cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Hy vọng là cái clip này thì sẽ giúp ích được cho nhiều mẹ khi mà đi sinh, sinh dễ dàng hơn. Và nếu mà mẹ nào xem được clip này và thực hành thành công thì hãy phản hồi cho Diện Trần Online biết, bởi vì những cái kết quả tốt đẹp mà các bạn có được thì chính là cái động lực cũng như là cái món quà rất là ý nghĩa với Diện Trần Online rồi. Cảm ơn Thùy Như tóm tắt rất là nhanh. Cảm ơn chị Hà Lê. Đối với các bạn mà đã học qua lớp Diện Trần Căn Bản Online rồi thì chắc chắn là chỉ nói thôi là các bạn đã có thể làm được. Hy vọng là các bạn sẽ hỗ trợ cho những người mà vẫn còn loay hoay chưa biết làm sao để có thể bén duyên với Diện Trần nhá. Cảm ơn các bạn. Mình xin dừng clip tại đây được chưa ạ? Có ai còn câu hỏi gì nữa không? Chào Nghiêm Thúy. Để mình xem mẹ Hương Nguyễn còn hỏi gì không. Chị Hương cái này chắc chắn là nhiều mẹ mà đã sinh thường rồi thì sẽ trả lời rất là dễ thôi. Nhưng mà có thể là chị Hương Nguyễn thì chưa sinh thường bao giờ, chị sinh mổ nên là chưa biết cái cách thở. Thì cái cách thở lúc sinh á, thì tốt nhất là bí quyết là khi mà vào phòng sinh á, mình mà đau á, thì mình chỉ có bấm huyệt 19 thôi. Nó vừa giảm đau giãn cơ và sinh nhanh. Chứ mình đừng có la hét hay là mình đừng có làm gì mà nó mất sức. Nên là khi mà mình bắt đầu có cơn co á, là mình bấm huyệt 19. Thế còn khi mà lên bàn đẻ á, thì mình sẽ thở như sau ạ. Tức là khi nào mình cứ thở bình thường này, thở sâu, thở bình thường. Nhưng mà bắt đầu khi nào mà bắt đầu có cơn co, tức là nó đau quặn bụng lên, như là khi mà mình đau bụng kinh, nó đau quặn bụng lên, thì mình hít thật sâu và mình dặn. Và cái quan trọng là cái ý thức của mình ấy, là mình dặn là ở cửa mình à, chứ mình đừng có dặn ở dưới hậu môn thì nó sẽ không có hiệu quả đâu ạ. Nên là khi mà mình hít vào để mình dặn ấy, là khi mà có cơn co thì mình hít vào và mình dặn để đẻ em bé ra. Được chưa ạ? Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Tức là khi mà chưa có cơn co thì thở bình thường.
Đó, khi mà bắt đầu có cơn co thì mình hít sâu và mình dồn cái ý thức, cái tâm trí của mình á vào cửa mình và mình dặn, thì cái lúc đó là sẽ cái cổ tử cung đã mở đủ rồi, thì các bác sĩ sẽ giúp lấy em bé ra rất là nhanh chóng. Và bởi vì là bây giờ là các bác sĩ đã rạch tầng sinh môn rồi nên là cũng nhanh lắm, nên là các mẹ đừng có lo, à, tâm lý hết sức là thoải mái. Còn các mẹ mình đến lúc sinh nó mở, nó mềm ấy, thì trước khi sinh chừng một tuần là các mẹ ăn tích cực chè vừng rồi nhá. Đấy là bí quyết ạ, chè vừng nhá. Thì như tóm tắt thêm đoạn này rồi gửi cho chị nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Hôm nay đã thực hiện được lời hứa với mọi người rồi. Cảm ơn mọi người. Xin chào.